sư phạm đẹp lục ba tầng một để thay lâu với cái nét đẹp sáng sinh mệnh mới xảy ra và số đang mở cổng sẽ cập nhật số đầu tư quy hoạch một để thay lâu ba phòng ngủ ba vệ sinh và sân thượng trước rộng nhà xây dựng hiện đại và lắp lên một cái thế hẻm 32 cục an ninh cách một căn nhà là hẻm và là không và mình rưỡi không tặng salon cũng như là hệ thống điện tử điện lạnh tivi tủ lạnh máy lạnh đầy đủ cho từng sách bánh và là ở với hệ thống trần thạch cao điện nghe tuyệt vời quan trần kiểu mới lạ đẹp mắt cầu thang là đá hoa cương trắng tay vịn gỗ sọc sạch toilet giữa nhà với hệ thống gương soi cũng như bằng lavabo bên ngoài thì dùng cho khách rửa tay và đi toilet ở trong cũng ok và đặc biệt hệ thống kệ bếp với hệ thống đèn led chiếu sáng và một cái hệ thống kệ bếp kính cường lực ốp tường và mặt đá trắng là hoa cương trắng tươi đẹp hoa văn trang trí tường cũng như là các bên rất ok cầu thang lát đá hoa cương vừa phải cùng hệ thống toilet trên hình chiếu nghỉ dẫn đến là diện tích sử dụng khá là rộng rãi cho một căn nhà diện tích 3m5 dài 3m5 số hồng phiên công nhận đất là 30m2 thực tế là mỗi xe là 33m2 tổng diện tích sử dụng 99m2 kết cấu 1/2 lầu 3 toilet 3 vệ sinh 3 phòng ngủ nhà hướng đông khu VIP nhà thờ hành đông tây các cái tiện ích xung quanh đều được tính bằng đi bộ đó là ngã ba quận Trung Lê Văn Thọ sắp quận chợ 40 căn nhà thờ hành đông tây chợ đêm hành đông tây ủy ban quận công an quận bệnh viện quận siêu thị Co-op vân vân khu vực nhiều tiện ích và trung tâm mới của quận Gò Vấp hệ thống điện chùm và rèm cũng như là cửa rất là bắt mắt và trang trí cực kỳ hiện đại tại các cái phòng ngủ với các cái điểm nhấn tủ bàn trang điểm salon cũng như là gương soi tại các cái chiếu nghỉ cầu thang tạo nên cái sự sáng sủa và sang trọng của căn nhà đây điểm chấm với cái chụp đèn mới lạ theo kiểu Hội An và các cái phòng ngủ đều được trang bị đủ thiết bị điện tử điện an điện lạnh tủ giường bàn ghế chăn ra gối nệm kệ tivi vân vân sách vali và là ở thôi nhà chủ đang rao là 4,5 tỷ còn thực lực cho khách mua nhanh và kinh doanh thiện chí xin mời quý vị alo cho hotline trên màn hình 0906 1389 để đi xem nhà tại tầng 3 thì sẽ có giếng trời giữa nhà và cũng như các cái tầng dưới hệ thống toilet và có gương soi bên ngoài cầu thang để tiện dụng cho gia chủ sử dụng và hàng ngày đang tự ngắm lại mình phòng ngủ sau và sân thượng trước cực kỳ rộng rãi các cái phòng ngủ đều có cửa bằng gỗ hệ thống đèn led chiếu tường và đèn led thảm đèn led xi răng ảnh trang trí phòng ngủ để góc phòng giường để góc phòng nhưng mà cũng đủ khá là đủ rộng rãi mỗi phòng ngủ khoảng 16-17m2 tủ áo quần đặc biệt điểm nhấn của căn nhà là cái sân thượng trước rất là rộng có mái che rất ok trồng cây ngồi ngắm trăng sao cũng như thưởng trà làm việc khá là ổn tặng luôn hệ thống máy tặng luôn máy giặt như các thiết bị điện tử điện lạnh khác chỉ cần sách vali và là ở trời đang mưa nhưng mà có cái mái che này cho nên là chỉ ngập tràn gió thôi chứ không bị ướt